Hi, chào mừng tất cả các anh chị cùng tất cả các quý nhà đầu tư nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến tất cả các anh chị cùng các anh chị nhà đầu tư một số cái lý do mà tại sao ở bên đất nền Nhân Hội New City được rất là nhiều nhà đầu tư ở khắp mọi miền đất nước đang khá là quan tâm. Thì hôm nay mình làm cái video này mình muốn chia sẻ đó tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cũng như tất cả các bạn những cái lý do sau đây để tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn mình cùng nhau đó mình bàn luận và tham khảo ha. Thì bây giờ là mình nói cái lý do đầu tiên là cái khu bên Nhân Hội New City này á các bạn, là nó gần ở sân bay Phù Cát đó. Khi mà các bạn rớt xuống ngay chỗ sân bay Phù Cát, các bạn đến ngay cái khu Nhân Hội New City này thì mất khoảng tầm 20 phút đó các bạn. Đó là cái điều thứ nhất nha. Cái điều thứ nhất là nó gần sân bay này đó, nên là đi lại khá là thuận tiện. Rồi cái thứ hai là gần trung tâm thành phố Quy Nhơn đây đó các bạn ha. Đây là thành phố Quy Nhơn, đây là gần trung tâm. Thì từ cái chỗ bên Nhân Hội New City đó, từ bên Nhân Hội New City này đi đến thành phố Quy Nhơn chỉ mất quẩn quẹn khoảng tầm đâu đó khoảng 15 phút đến 20 phút là tối đa nha các bạn. Đó, đây là thành phố Quy Nhơn nè các bạn. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ hai là nó gần trung tâm thành phố Quy Nhơn nha các bạn. Đấy. Rồi cái điểm thứ ba, đây cái điểm thứ ba là hiện tại là có phân khu, chỗ đây là phân khu 2 nè các bạn, phân khu 4, đây là phân khu 9, đừng coi gateway đó. Thì cái điểm thứ ba bây giờ là nó lại đối diện và nó gần cái đầm Thị Nại luôn đó, các bạn thấy cái đầm Thị Nại không? Đấy, Thị Nại nè. Thì cái đầm Thị Nại này á thì nó là cái nơi khai thác tiềm năng du lịch và tương lai là nó khá là cao đó. Nói chung là cái khả năng và phát triển du lịch ở cái đầm Thị Nại này là nó khá là cao đó các bạn. Đó là cái điểm thứ ba. Rồi tiếp tục mình chia sẻ cái điểm thứ tư nữa nha. Cái điểm thứ tư, đây cái điểm thứ tư là nó gần đó, nó gần sát bên cái bãi biển trải dài này các bạn đó, cái bãi biển khá là trải dài đó. Cái nơi này nó khá là thuận tiện cho khách du lịch đó, hoặc là chúng ta có thể ở gần đây, chúng ta khá là tiện lợi, chúng ta đi dạo biển, dạo mát chơi nè, đi tắm biển nè, đó khá là tiện lợi nè. Rồi tiếp theo cái điểm thứ năm là nó giáp cái khu du lịch Epicenter này các bạn. Đấy, thì cái nơi đây là khách du lịch ở trong nước và ngoài nước thì đến đây vui chơi giải trí khá là nhiều đó. Còn nếu chúng ta mà chúng ta ở khu bên Nhân Hội New City đây đó, thì nó giáp với cái khu du lịch Epicenter thì khá là tiện lợi cho chúng ta ghé đây chơi tham quan du lịch ở gần đây luôn nha. Đấy. Rồi tiếp theo cái điểm thứ 6 là nó có rất là nhiều tiện ích ở gần cái khu bên Nhân Hội New City này đó, nó có rất là nhiều tiện ích, ví dụ như là những cái tiện ích như công viên nè, trường học nè đó. Đó có rất là nhiều tiện ích nha, khu vui chơi giải trí đó, có một số tiện ích, có phố đi bộ cũng nhập cho nè đó. Đây là chỗ cái tòa nhà Takashi nha các bạn, có quán trường biến nè đó các bạn thấy không đó. Nói chung là nó có một vài số tiện ích,
ví dụ như phân khu chính là nó có cái con đường, cái con đường công viên ánh sáng này, các bạn thấy không? Đó, có con đường công viên ánh sáng khá là đẹp. Chúng ta có thể đi dạo bộ ở đây, đi chơi, có hồ bơi, có con đường công viên ánh sáng này, có trường học, có công viên thung lũng xanh rồi nè các bạn đó, công viên trung tâm rồi nè, đấy. Có khá là nhiều tiện ích ở trong đây, nên nó giúp cho cái khu nhân hội New City này có rất là nhiều nhà đầu tư, không những ở trong tỉnh mà ngoài tỉnh khá là nhiều nhà đầu tư đang quan tâm và đã mua những cái lô đất nền bên đây rồi đó các bạn, mua khá là nhiều rồi đó các bạn đó. Thì đó là mình chia sẻ đến tất cả các quý anh chị nhà đầu tư xéo cái lý do cơ bản mà tại sao bên khu nhân hội này có rất là nhiều nhà đầu tư đang quan tâm nha. Đó. Thì xéo lý do này mình liệt cơ ra để chia sẻ cho nó rõ ràng đó là tất cả các quý anh chị. Thì các quý anh chị nếu cảm thấy yêu mến mình có thể đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ kênh giúp mình nha, để mình có những cái động lực mình ra những cái video tiếp theo thôi.